thì em lại đổi cho một người cái góc nhỏ như sao đôi con đó, cho nên cái góc thì thấy các loại cây treo vừa vừa thấy cây treo như vậy thì cái này thì mình có thấy đang thắc mắc đúng không? Đây, cây này nó có tên là cái cây lan tim nha mọi người. Ngoài ra cây này nó còn một cái tên khác, đó chính là cây vảy rồng, bởi vì lá của nó khá là giống cái chiếc vảy rồng nha mọi người. Cây này xung quê nha mọi người ơi, lan ra rất là nhiều mầm non nha mọi người ạ. Lá của nó có một cái hình trái tim nhỏ nhắn mọi người. Nó là một cái loài lan giống gọi là về thuộc họ lan nha mọi người. Và cây này cũng có hoa nha mọi người. Hoa của nó có một cái màu trắng nhỏ và nó sẽ mọc xen kẽ với những cái lá như thế này. Hoa của nó cũng khá là thơm, và nếu mà nó mọc lên nó sẽ thường mọc vào tầm khoảng tháng 12 hoặc tháng 1 và tầm Tết đi mọi người. Hoa của nó mọc có một cái màu trắng cực kỳ xinh luôn mọi người. Mọi người mua về cho ban công nhá, cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Nó còn có thể mọc dài hơn, có thể dao động từ khoảng là 30 cho đến 50 cm nha mọi người. Lá của nó còn có thể neo dài hơn nữa mọi người ơi, nhìn tô tủa cực kỳ đẹp, cực kỳ hợp để cho ban công luôn. Cái này rất là đẹp, lan tim nha mọi người ơi. Đó, cây lan tim tiếp theo đó chính là cái cây lại đây xin tim mọi người ơi. Cái cây này thì mọi người nhìn thấy lá của nó khá là đẹp đúng không ạ? Lá của nó có thể thay đổi nhiều màu như này. Đây là một cái màu trắng luôn mọi người, lá của nó màu trắng này, còn có màu xanh xen lẫn màu trắng nữa. Thì cây này nó có tên là cây hạt dưa, cũng thuộc gọi là cây sọc lan mọi người, nhưng mà cây này thì thường chỉ chơi lá thôi mọi người ơi. Cây này thì nó lá của nó cũng khá là dày và xen kẽ với cái viền sọc. Ở phần này thì nó sẽ có các viền trắng bên ngoài lá đặc nổi bật luôn, giống như những cái hạt dưa nhỏ mà mọi người thường hay thấy đúng không? Lá của nó là sẽ thuộc dạng đan xen lẫn nhau và nó có thể tua tủa nối dài thêm rất là dài luôn mọi người. Đây là một cái chậu mini luôn mọi người ạ, cũng có thể có chậu to hơn nữa nếu mà mọi người thích thì em có thể lấy ngay về cho mọi người luôn. Nó đang ra nhiều mầm non và cái mầm non của nó sẽ có một cái màu trắng lạ cho mọi người ơi. Lá của nó dày, cây này thì mọi người cũng cần tưới nước cũng khá là đều đặn, thường xuyên mỗi ngày thì phải tưới nước một lần nha mọi người thì cây là mới có thể phát triển tươi tốt được đó. Thì tiếp theo ngoài cái cây hạt dưa này ra còn có cái cây hạt dưa mà mọi người ơi, người thấy cái chậu xinh đúng không? Cái chậu này cũng là chậu hạt dưa đấy mọi người, chậu hạt dưa hình con ốc rất đẹp luôn. Cái phần lá của nó cũng đã tủa nối dài và đang ra mầm non rồi. Ôi, lá đẹp lắm. Trời ơi, cái chậu này nhìn thì tươi tốt luôn mọi người ạ. Đó. Theo đây. Không, cái chậu này khá là to nha mọi người. Cái chậu này to và nặng lắm mọi người. Đây là cây lan, lan son môi mọi người ơi. Thì sao gọi là son môi mọi người có thấy thắc mắc không? Thì bởi vì cái bông hoa của nó đây này, khi mà hồi còn chưa nở ra cái màu đỏ ấy thì nó sẽ như thế này. Nó chỉ cái này mọi người cũng tưởng hoa đúng không, nhưng thực chất ấy, thì đây mới là hoa của nó này mọi người. Từ cái phần đây gọi là cái phần đế hoa ấy, thì nó sẽ ra cái phần bông đỏ như thế này mọi người, giống như một cái phần son ấy, đây là một gọi là cây đang son môi mọi người. Cây này đang ra cực kỳ nhiều mầm và nhiều nụ, mọi người hãy nhanh tay qua bên này để mua. Cái này cho ban công cực kỳ đẹp luôn, nó nhìn rất là tốt và cái mầm của nó đây mọi người, mầm non đang ra rất là nhiều nha. Đó, ngoài ra thì bên em còn có các cái chậu đặt lên thanh treo. Cái chậu đặt lên thanh treo như này, dây của nó có thể tua tủa nối dài, có thể dài hơn nữa tùy vào mọi người chăm sóc lá của nó xanh mướt luôn. Lá của nó sẽ có cái hình bầu dục và thuôn dài nhọn như thế này. Cái này đang cực kỳ tươi tốt, mầm ở đây các cái dây leo của nó sẽ có thể nối dài. Mọi người cho ban công ấy thì cái dây leo của nó nối dài xuống nhìn đẹp lắm mọi người ạ, đang xanh tốt sung sương, nhìn nó tận cái khóm như thế này rất là đẹp. Nó là một loài dạng chân thảm mọi người, mọi người bên này cũng phải thường tưới nước thường xuyên mọi người.
Ngoài về ánh sáng không thì nó sẽ bị tàn lá, không nên để lâu trong tối, tình trạng tàn lá sẽ khiến cho cây bị tàn và tưới nước nhiều sẽ khiến cây bị úng và thối rễ. Cây bình an, cây bình an đang được rất là nhiều khách săn đó, bởi vì cái tên của nó, mọi người biết tên cây bình an thì mọi người cũng biết ý nghĩa của cây này đúng không? Cây này thì nó sẽ đem đến sự bình an này, may mắn cho gia chủ. Cây này cũng là thuộc dạng cây thân thảo và mọi người chăm lá, mọi người lá của nó sẽ có những cái sọc trắng trên nổi bật như thế này, đặc trưng luôn. Lá của nó khá là dày, bên này đang ra rất là nhiều mầm non. Cây Bình An có rất là nhiều loại cây khác nữa, chẳng hạn như cây đô la này. Cây đô la, cái phần thân của nó đang nở dài cái mầm non ấy, thì đang kết quả rất là nhiều. Nó đang vào cái lúc mà cái mầm non vào cái mùa này thì cây này đang đâm chồi rất là nhiều. Lá của nó dày và cũng là từ dòng lan, nhưng mà cây này thì sẽ không có hoa như cái cây lan nhưng vừa rồi. Nó chỉ là một cái bộ dạng cây ban công treo thôi mọi người, chưa lá. Cái phần thân của nó có thể nới dài từ khoảng 30 cho đến 50 cm. Ngoài cái cây ở cái dàn treo vừa giới thiệu ra thì em lại sẽ giới thiệu đến mọi người một số cái cây mini mà ai cũng biết được, đó chính là cái chậu cây sơn đồng như thế này. Đây mọi người ơi, cái chậu cây sơn đồng nhìn đẹp lắm. Đây là một cái chậu cây sơn đồng, nó có cái một cái hình tròn cực như là nhìn tròn ú hũ luôn mọi người ạ. Cái cây này thì mọi người đặt cho nó một cái tên khá là thú vị, đó chính là cái cây sơn đồng bánh sinh nhật nha mọi người. Đây mọi người nhìn cũng lạ đúng không, thì nó khá to to tròn luôn, và cái phần lông của nó là màu trắng nha mọi người. Cái này thì nó mọc tròn như thế này và nó có thêm những cái nhánh nhỏ ra nữa, mọi người cũng có thể tách rời những cái nhánh nhỏ này ra để trồng riêng này. Nó cũng sẽ phát triển bình thường nhưng cũng to thành một cái cây sơn đồng như thế này. Cái cây sơn đồng bánh kem ấy mọi người ơi, nhìn nó như một cái cục bánh kem nhìn cực kỳ đẹp luôn. Cái này mọi người trồng thêm vào, mít thêm vào cái chậu sứ nữa, nhỏ nhìn rất là đẹp. Ngoài ra còn có cái cây sơn đồng này, mọi người nhìn lạ đúng không? Nó có một cái phần gai lông của nó màu vàng, nhưng mà cái phần gai của nó không cứng đâu mọi người. Phần gai của nó khá là mềm, mềm hơn các cái loài sơn đồng khác và đặt chạm vào rồi sẽ không bị thấy đau. Và cái cây sơn đồng này nó có một cái tên nên cũng giống với cái màu lông trên cái thân của nó, đó chính là cây sơn đồng hoàng kim mọi người ạ. Cây này là cây sơn đồng hoàng kim, khác với cái cây sơn đồng vừa rồi thì thân của nó sẽ khá là dài, giống như cái dài tầm khoảng một đốt ngón tay và to nha mọi người. Và trên các cái thân của nó, cái lông của nó có một cái màu vàng sẫm, nhìn đẹp lắm. Bên em rất là nhiều cái chậu sơn đồng như thế này đang sẵn rất là nhiều mọi người ạ. Ngoài ra đây mọi người ơi, cái này thì khỏi phải bàn, lông của nó chạm vào như lông tơ ấy mọi người. Cái cây sơn đồng này gọi là cây sơn đồng bông gòn. Thì sao gọi là bông gòn? Bởi vì cái lông của nó ấy, giống như cái phần mọi người biết kẹo bông gòn đúng không? Kẹo bông gòn màu trắng ấy, thì cái lông của nó cũng tương tự như thế. Đó, và cái này thân của nó sẽ khác hơn cái loại sơn đồng khác ấy. Và thân của nó cũng dài và tạo ra những cái nhánh, và nhưng mà cái phần nhánh nhỏ trong cái cây sơn đồng ấy nó sẽ khá là rời rạc nha mọi người, và khác biệt hoàn toàn với các loại sơn đồng khác. Đó, cái lông của nó cũng đẹp lắm mọi người. Đang ra rất là nhiều nhánh, mọi người có thể tách những cái nhánh này và trồng ra các cái chậu riêng ấy, nó sẽ phát triển to, cũng có thể to cái chậu này thôi. Cái này là cái chậu sung đồng lạc này. Ngoài ra đây là hàng sung đồng mít các cái loại sung đồng với nhau. Đây là một cái loại sung đồng này mọi người, đây cũng là gọi là sung đồng mọi người, chứ không phải hoa đâu. Sơn đồng đỏ thì cái thân của nó giống như cái nhánh của thanh long ấy. Đó, mọi người biết cái thanh long đúng không?
thì trên các cái đầu thân như thế này nó sẽ mọc ra những cái cục tròn như thế này, và nhớ cái cục xương rồng tròn này, xương rồng hàm mít chậu, chậu rất là xinh, kèm thêm cả cái cây xương rồng luôn mọi người. Và cái mít, cái loại xương rồng màu sắc này nó còn có thêm cái xương rồng, đây là loại xương rồng quen thuộc mọi người thấy, đó là cái xương rồng thanh sơn, xương rồng thanh sơn đó. Nó mít các loại xương rồng với nhau, ngoài ngoài hàng này ra thì có đây một cái chậu nhỏ mini xinh như thế này, nó vừa là hàng mít xương rồng thanh sơn này, đây xương rồng cái xương rồng màu gai như thế này, đây đây là xương rồng màu gai mọi người, nó đang lên mầm đẹp lắm. Nó còn có kết hợp thêm cái xương rồng, mọi người biết cái loài xương rồng nhỏ tròn này đúng không, đây là cái xương rồng trứng cút nha mọi người, vì cái thân hình của nó tròn và khá là ít gai, cái loài này ít gai hơn các loài xương rồng khác, và nó hầu như là cái kích thước của nó cũng khá là nhỏ, tròn nhỏ thôi mọi người, nó không có to đâu, nên là gọi là cái xương rồng chim chim cút ấy, đặc biệt là khá là lạ, cái này đang lên rất là đẹp này. Hầu như xương rồng thì mọi người cũng biết là nó có cái tác dụng cực kỳ hay, đó là nó giúp sẽ giảm thiểu cái chất phản chất mà bức xạ từ máy tính, các thiết bị điện tử hay là từ điện thoại vi tính mọi người mua về để trên bàn làm việc của mình ấy, thì sẽ giúp giảm thiểu các chất độc hại ở bên các thiết bị điện tử này. Và cái xương rồng thì mọi người cũng biết rồi, nó thì dễ chăm sóc, hầu như là mọi người cũng không cần phải tưới nước, giống cái dòng sen đá mọi người, và nó còn khéo còn dễ trồng hơn là sen đá. Và cây bên em nó còn mít thêm nhiều cái gọi như sỏi màu này, hay là mít thêm các cái hình dễ thương, tạo thành một cái chậu mini nhỏ xinh này, đang sẵn rất là nhiều cái cây này. Ngoài ra thì còn có thêm các cái cây xương rồng nhỏ màu sắc như thế này. Đó là một số cái loại xương rồng mà em xin giới thiệu đến mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip của em, và hy vọng là mọi người sẽ thích và sẽ có thể ủng hộ lên giúp em nhiều hơn nha. Cảm ơn mọi người.